Trong khuôn khổ Hội ngộ đàn tranh toàn quốc lần thứ nhất năm 2010 vừa qua, tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra một cuộc tọa đàm với chủ đề chia sẻ kinh nghiệm trong việc giữ gìn và phát triển đàn tranh. Các nhạc sĩ, giảng viên, nghệ sĩ đàn tranh và những người yêu âm nhạc truyền thống đã đến dự với nhiều bức xúc trăn trở trong việc giữ gìn phát huy loại nhạc cụ này. Đàn tranh là nhạc cụ mang tính dân tộc Việt, được người Việt ưa dùng, truyền từ đời này qua đời khác. Tuy nhiên, một thực trạng đáng buồn đang diễn ra đối với đàn tranh nói riêng và các nhạc cụ truyền thống khác nói chung là càng ngày số người theo học quan tâm càng ít, nhất là giới trẻ. Được sự hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức bảo tồn văn hóa, đàn tranh đã và đang được giữ gìn, duy trì bằng các hoạt động biểu diễn, giới thiệu trong và ngoài nước. Dù đã có nhiều tín hiệu đáng mừng từ các nỗ lực này, nhưng đàn tranh cần được đặt ở vị trí xứng đáng trong đời sống âm nhạc Việt Nam và cần có nhiều hành động thiết thực hơn để phát triển loại nhạc cụ này như giảng dạy trong nhà trường, tổ chức các buổi giao lưu để thu hút các bạn trẻ, truyền đạt cách thưởng thức. Trong buổi tọa đàm, nhiều ý kiến tâm huyết được nêu lên và thảo luận. Điều này cho thấy vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến loại nhạc cụ truyền thống này.